Trên thế giới có rất nhiều người chơi game nhưng lại thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên nghiện game mà trở thành một tay đua hàng đầu thế giới thì chỉ có thanh niên ảo Malazada này mới có thể làm được. Bởi vì đua xe trong trò chơi ảo thì bạn có thể hồi sinh, chứ đua xe ngoài đời thật mà gặp tai nạn thì chỉ có xác định lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân mà thôi. Gian là một con nghẹo game chân chính, vì muốn có chiếc vô lăng cho trò chơi yêu thích của mình mà phải nhịn ăn sáng cả năm. Đang hí hửng chuẩn bị gạ kèo cùng đám bạn thì ông bố bước vào rủ đi đá bóng. Đừng có suốt ngày ở trong phòng giống một thằng tự kỷ như thế chứ. Nhấc cái mông ra ngoài nhanh lên nào, nhưng Gian không chịu mà nói bố tự chơi một mình đi. Nếu ở châu Á thì chắc chắn chúng ta sẽ được nghe những tiếng bốp bốp đầy yêu thương, bởi vì ngay từ khi còn nhỏ Gian đã muốn trở thành một racing boy cự phách. Nhưng số phận nào cho phép nên cậu đành phải đua xe trên màn hình máy tính để thỏa mãn đam mê. Cùng lúc đó tại Tokyo, Nhật Bản, Danny là nhà marketing được hãng Nissan mời về nước để lên chiến lược quảng bá thương hiệu. Trong buổi thuyết trình, anh giới thiệu tựa game Gran Turismo, một trò chơi giả lập dành cho những người đam mê đua xe tốc độ cao được lấy cảm hứng từ những đường đua nổi tiếng nhất thế giới, đồ họa thì tỉ mỉ đến mức mắt thường xem còn tưởng là thật. Nó đã tiếp cận đến hơn 80 triệu người chơi trên toàn thế giới, vì vậy Danny đã nảy ra một ý tưởng điên rồ, đó là mở một cuộc thi để các game thủ xuất sắc nhất quả đất chiến đấu với nhau. Phần thưởng cho người chiến thắng là được tham gia đua xe ngoài đời thật, biến người từ không gian ảo thành tay đua vô địch thực tế, thì đó mới chính là chiến lược marketing vô cùng tuyệt vời cho tập đoàn Nissan. Quả nhiên hội đồng đã chấp nhận ý tưởng táo bạo của anh, nhưng phải có một đồng đội am hiểu về xe. Nghe đến đây, Danny liền hớn hở gọi cho tất cả những người mà anh quen biết, tuy nhiên chẳng ai đồng ý tham gia dự án của anh tóc dài cả, vì họ đều cho rằng nó là bất khả thi. Thấy trong danh sách chỉ còn mỗi cái tên Jack Hunter, Danny không gọi điện nữa mà đến trao đổi trực tiếp với đối phương luôn. Hiện ông là kỹ sư ở đội đua K3 chuyên nâng cấp độ chế cho những con bò tót bằng máy. Đương nhiên sau khi Danny tâm sự thì Jack cũng cho rằng đây là một dự án viễn vông và điên rồ nhất mà mình từng nghe. Bởi vì tay đua trong game thì nếu xảy ra tai nạn thì có thể bấm nút quay lại, chứ đời thật thì đang xuất luôn trong vòng một nốt nhạc. Nhưng Danny vẫn không từ bỏ mà nói rằng sẽ rất lãng phí tài năng nếu ông cứ làm kỹ sư như thế này. Hãy cùng tôi để viết lên tên tuổi cho làng đua xe. Sau khi Danny trở về, Jack được mời dự buổi tiệc do câu lạc bộ K3 tổ chức. Người đứng đầu nói cả đội hãy cố gắng hỗ trợ để con trai ông ta đoạt giải nhất trong cuộc thi sắp tới. Thay vì lời tung hô nịnh hót thì Jack bảo Nick hãy trau dồi kỹ thuật ở những khúc cua cần tăng tốc. Nhưng cậu nhóc xem thường cho rằng ông là thợ sửa máy hết thời mà cũng đòi dạy đời người khác ở đây sao. Thấy bị xúc phạm, Jack liền bỏ ra ngoài gọi cho Danny. Tôi sẽ tham gia vào dự án của cậu để dạy cho đám công tử kia thế nào là lễ hội. Phía bên kia, Gian đang làm việc thì thằng bạn Chí Cốt gửi tin nhắn đến nói là tài khoản game của cậu đã được chọn để tham gia cuộc thi tốc độ đua nhanh nhất thế giới. Nam chính vội đạp xe cháy cả bánh đến phòng game để xem thực hư như thế nào, bởi vì tài khoản cậu thuộc top những tay đua đứng đầu nên đã được chọn. Gian lúc đầu vẫn chưa tin, nhưng sau khi xem video thông báo của Danny thì mới biết đó là sự thật. Điều này chứng tỏ giấc mơ của thanh niên nghẹo game sắp thành hiện thực. Thế là nam chính quyết định chăm chỉ ở nhà luyện quay tay mặc cho ông bố nói vào nói ra, vì chỉ có người chiến thắng mới giành được chiếc vé duy nhất tham gia vào học viện GT. Ngay lúc đang nghiên cứu chiến thuật thì em trai đến rủ đi nhậu, Gian từ chối và nói mình cần chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Tuy nhiên khi nghe có cờ rớt ở đó, cậu liền đổi ý 180 độ, hai đứa trốn ra ngoài còn không quên chôm luôn chiếc xe của bố để đi thăm gái. Khi đến nơi cả đám ngồi nhậu, còn Gian thì bắt chuyện với cô nàng Vega, hai đứa đang chém gió rất hợp cả thì cảnh sát bất ngờ xuất hiện. Thế là đám chẩu tre vội nháo nhào leo lên xe bỏ chạy. Vì hoảng quá nên chúng đánh lái va vào nhau làm chiếc gương vỡ vụn. Phe này về thì xác định ăn đòn thay cơm, nhưng phải cắt đuôi được cảnh sát trước đã. Không còn cách nào khác, Gian đành phải bật chế độ chơi game lên. Quả nhiên những pha ôm cua đá vỉa hay bật xi nhan trái lách sang bên phải đã khiến cảnh sát hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt. Hai anh em trở về nhà thì ông bố thân yêu đã đứng đợi ngay trước cửa. Thôi kiếp này coi như bỏ thật rồi. Sáng hôm sau, Gian bị đưa đến công trường vá lốp xe tăng bơm lốp xe lửa. Thanh niên tưởng bố phạt mình về chuyện tối qua nhưng không phải thế. Ông chỉ cho thằng con báo đời biết nếu không có định hướng trong tương lai mà suốt ngày chơi điện tử thì có ngày cặp đất mà ăn. Từ một con nghẹo game trở thành tay đua thực thụ là chuyện mơ mộng hão huyền. Nghe xong, Gian càng muốn chứng tỏ lời của bố là sai. Nam chính bỏ đi rồi chạy thẳng đến quán net để kịp giờ tham gia trận đấu. Cũng may đến nơi cuộc thi cũng vừa bắt đầu. Cậu nhanh chóng vào đường đua dù có chậm hơn người khác đến 2 vòng, bởi vì trận đấu này chỉ chọn ra top 10 giỏi nhất mới có thể vào được học viện GT. Không còn cách nào khác, Gian phải chứng tỏ bản lĩnh để vượt qua các đối thủ. Cậu nhanh chóng từ top 17 xuống tới top 10. Với tài năng thiên bẩm, Gian vượt qua cả top 5 dần dần tiến lên top 4, cuối cùng đã vượt lên chiến thắng một cách ngoạn mục trước bao con mắt ngỡ ngàng của các khán giả đang xem. Sau khi được mời vào học viện, Gian về nói với bố rằng cậu sẽ đến đó để tham gia huấn luyện, nhưng ông bố nói đua xe trong game khác với đời thật vì nó vô cùng nguy hiểm. Hãy đến viện bảo tàng sáng kéo xe tăng ra trưng bày chiều kéo vào còn có tiền hơn con ạ. Tất nhiên là Gian không bao giờ đồng ý mà quyết định đến với câu lạc bộ GT cùng 9 người khác.
Họ chỉ chọn ra một người giỏi nhất để ký hợp đồng với đội đua hãng Nissan. Rất nhanh cả nhóm đã đến với sân tập đua xe chuyên nghiệp. Danny giới thiệu cho các học viên đây là huấn luyện viên Jack Mùng Lông, cũng là một huyền thoại trong tựa game đua xe bắn súng. Ông nói rằng đua xe ở đây không giống trên game ngồi ôm cái vô lăng giả lập rồi quay tay tích cực. Ở đây chỉ sơ sẩy một chút trong trận đấu cũng phải trả giá bằng tính mạng con người. Không có chuyện hồi sinh để bắt đầu lại đâu, thế nên giờ ai muốn rút lui vẫn còn kịp. Nghe xong mấy thanh niên nghẹo đều bị dọa cho sợ muốn đái cả ra quần. Rất nhanh cuộc huấn luyện cũng đã bắt đầu, từ cầm vô lăng thực sự cho quen đường đua đến tập luyện về thể chất. Sau đó tham gia bài kiểm tra đánh giá để chọn ra 5 người giỏi nhất cho cuộc thi cuối cùng trong một lần thực hành. Vì muốn vượt chiếc xe bên cạnh mà Gian đã thực hiện sai thao tác khiến chiếc xe bay ra khỏi đường đua dẫn đến tai nạn, Jack cho rằng cậu không giữ được bình tĩnh và sợ hãi khi đua. Một vận động viên chuyên nghiệp không thể nào để điều đó xảy ra. Trước khi bị loại khỏi top 5, Gian bảo rằng phanh của chiếc xe có vấn đề nên tôi không thể làm chủ được nó. Jack ngay lập tức phản bác, con nghiện game như cậu thì sao biết kỹ thuật và thông số của xe thật ngoài đời. Nhưng sau khi kỹ sư kiểm tra lại thì đúng là chiếc này có một số vấn đề về phanh, thế là Jack Mùng Lông ngại ngùng đến gặp Gian để xin lỗi. Ông trời còn sai khi cho tiền gái mà không đòi được, huống hồ gì một người trần mắt thịt như tôi, nên tôi quyết định chọn cậu vào top 5 cho cuộc thi cuối cùng. Nghe xong nam chính liền vỡ òa vui sướng, rất nhanh cũng đã đến ngày thi đấu quan trọng nhất của các học viên. Mọi người đều quyết tâm vì chỉ có một người chiến thắng được chọn, 5 người vào vị trí sẵn sàng xuất phát. Gian lấy tinh thần cho rằng đây chỉ là trong game mà thôi, ngay khi đèn tín hiệu xuất phát tất cả đều đạp hết ga hết số để lấy vị trí dẫn đầu. Quả nhiên phóng với tốc độ bàn thờ khiến cơ thể phải chịu một áp lực cực lớn. Cũng may đã luyện tập từ trước nên Gian nhanh chóng thích nghi được với nó. Cậu cố gắng vượt qua các đối thủ vì chỉ có về nhất mới được vé thi đấu chuyên nghiệp. Thế nhưng hai tay đua dẫn đầu phòng thủ rất kín khiến Gian không thể vượt qua được. Đến vòng cuối cùng cũng là vòng quyết định, nam chính chợt nhớ đến mẹo nhỏ mà mình hay dùng trong game rồi áp dụng vào thực tế để vươn lên mạnh mẽ. Cả hai dường như đã cán vạch đích cùng một lúc khiến cho tổ trọng tài không biết ai mới là người về trước, bắt buộc Jack Mùng Lông phải nhờ đến công nghệ va trong bóng đá. Chính xác là Gian đã thắng nhưng Danny lại nói rằng cậu ta thật sự vẫn chưa phù hợp vì khi đứng trước máy quay vẫn còn hơi ấp úng. Nhưng với tính khí của Jack thì thắng là thắng, méo có nói nhiều. Người ta chỉ nhớ đến nhà vô địch chứ chẳng ai nhớ đến kẻ trả lời phỏng vấn hay cả. Thế là người chiến thắng chung cuộc chính là Gian. Nghe xong thanh niên nghẹo game liền tỏ ra vui mừng hạnh phúc. Nam chính hướng lên khán đài cảm ơn huấn luyện viên Jack vì ông ấy đã giúp cậu thực hiện được một phần ước mơ. Sau đó gọi về nhà để khoe với bố. Trên đường bay đến châu Âu, Danny thông báo rằng hãng Nissan đã đồng ý tài trợ cho cậu trong giải đua xe ở Dubai. Nhưng trước hết nam chính phải vượt qua được top 4 tại trạm đua của lục địa già, lúc đó mới có được giấy phép hành nghề và hợp đồng với Nissan. Jack nói điều khó nhất chính là phải thi đấu với các tay đua chuyên nghiệp thứ thiệt chứ không phải với mấy tay nghẹo game. Và chuyện đối thủ không chào đón cũng là hiển nhiên, cùng ngày hôm đó Gian đã có mặt ở đất nước mà người dân không mặc quần. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia vào một trận đấu chuyên nghiệp nên rất hồi hộp. Biết học trò lo lắng, Jack đã đến bên cạnh động viên. Không chiến thắng thì xác định đi làm cu li nha con trai. Quả nhiên lời của ông thầy Mùng Lông đã tiếp thêm động lực và tinh thần cho Gian. Trận đấu với hàng triệu khán giả theo dõi rất nhanh đã bắt đầu. Trên đường đua, Jack không ngừng phân tích cho Gian biết chi tiết và điểm mạnh của từng đối thủ. Ở vòng đầu tiên, nam chính đạp hết ga hết số vượt qua hàng loạt tay đua chuyên nghiệp khiến các đối thủ phải dè chừng. Cái thằng nghẹo game này nó bị chó rượt hay sao mà phóng nhanh thế? Nhưng họ còn chưa hiểu chuyện gì thì Gian đã cho tay đua xếp thứ tư hít khói trước sự kinh ngạc của mọi người. Nhưng kinh nghiệm của một tay đua chuyên nghiệp thì dễ gì cho một thằng game thủ lên mặt. Hắn cố tình nhấn ga đâm thẳng vào đít Gian khiến xe mất lái quay vài vòng văng ra khỏi đường đua. Thế là cậu phải kết thúc ở vị trí đầu bảng nhưng từ dưới đếm lên. Danny tiến đến an ủi Gian vì đây mới chỉ là khởi đầu. Tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy thất vọng và nói lời xin lỗi với Jack. Những ngày sau đó nam chính không ngừng luyện tập để gia tăng sức chịu đựng cho bản thân, đi hết nước này đến nước khác. Từ Italy cho tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia thi đấu, nhưng đáng tiếc là không một cuộc đua nào cậu có thể vượt lên được vị trí top 4. Ngược lại còn đâm hỏng cả xe, cứ đà này thì ước mơ của nam chính sẽ tan thành mây khói mất, giờ chỉ còn một cuộc chiến cuối cùng tại Dubai. Nếu Gian không hoàn thành tốt thì coi như sự nghiệp của anh sẽ chấm dứt tại đây, tay đua bò tót của K3 vẫn đang ép nam chính biến khỏi đường đua. Nhờ sự hỗ trợ từ Jack, cậu lấy được bình tĩnh tiếp tục chiến đấu, rất nhanh nam chính đã đuổi kịp hai thằng chuyên gia chơi bẩn nhưng cậu lại bị kẹt ở giữa. Để thoát ra khỏi thế bánh mì kẹp thịt, cậu lập tức đạp phanh rồi mau chóng nhấn ga đá số vượt mặt hắn một cách ngoạn mục. Đương nhiên là tên khốn này dở lại bài cũ là húc đít đối phương. Nhưng làm gì có chuyện tắm hai lần trên một dòng sông, vì phóng nhanh mất kiểm soát nên hắn đã hốt luôn cả xe đồng đội trước mặt, thôi xin là xin vĩnh biệt cụ. Đúng là quả táo nhãn lồng không chừa một ai, còn Gian thì ung dung về đích hạng thứ tư, cuối cùng cậu cũng lấy được giấy phép tham gia thi đấu giải vô địch thế giới. Còn thanh niên nick đầu moi của K3 thì vô cùng cay cú. Tối đó Jack gọi thằng học trò nghẹo game đi làm vài cốc bia hơi Hà Nội, bản thân ông cũng ngạc nhiên vì cậu đúng là người có tố chất.
bởi các trực giác trên đường đua không ai có thể dạy được. Gian hỏi ông thầy mùng lông tại sao năm xưa lại từ bỏ ước mơ mà đi làm kỹ sư. Đang định trả lời thì hai cô gái chạy đến xin chữ ký. Bây giờ thì cậu đã trở thành người nổi tiếng rồi đó, cứ tận hưởng cảm giác này đi con trai của ta. Trở về phòng, nam chính gọi điện báo tin mừng cho cờ rớt biết, giờ anh đã ở một cương vị mới nên em phải cố gắng để bắt kịp anh nha. Đó là lời nói của một em gái có chút nhan sắc nào đó, chứ Gian không hề nói như vậy. Vài ngày sau, Danny dẫn Gian đến Nhật Bản để ra mắt với nhà tài trợ Nissan, cũng như để anh tóc dài chứng tỏ dự án của mình không phải là một ý tưởng điên rồ. Không ngờ Vega cũng có mặt ở đây để chung vui cùng bạn trai. Mấy khi được ở cạnh gái nên Gian đã dẫn cờ rớt đi tham quan khắp Tokyo. Cùng nhau đi ăn mọi quán xá rồi vào hộp đêm quẩy tung nóc nhà. Tại đây hai người họ đã trao nhau những cục đờm béo ngậy đầu tiên trong đời. Rất nhanh ngày thi đấu ở đường đua khó nhất thế giới tại Đức cũng đã đến, thấy cậu học trò vẫn còn hơi căng thẳng. Giác mùng lông tìm đến động viên và nói rằng hãy ra ngoài đó cho đối thủ biết tốc độ bàn thờ là như thế nào. Sau khi chuẩn bị xong thì cuộc đua cũng chính thức bắt đầu. Như thường lệ, Gian cứ hết ga hết số mà đạp vượt qua khá nhiều đối thủ trước mặt. Ông bố lúc này đang hồi hộp hóng xem con trai qua màn hình TV. Hiện tại lúc này cậu đang giữ vị trí top 4 và dần vượt lên top 3. Gặp lại thằng nít chuyên chơi bẩn, cậu liền bỏ túi hắn luôn rồi nhẹ nhàng chiếm vị trí thứ 2. Nhưng vì tốc độ quá nhanh mà dốc quá lớn đã khiến chiếc xe bay khỏi mặt đất văng ra ngoài. Gia đình Gian hoảng hốt khi chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc của đứa con trai. Danny và Jack bên này cũng rất lo lắng, vội chạy đi xem tình hình của cậu nhóc. Cú va đập mạnh khiến nam chính bất tỉnh, phải đi thẳng vào chấn thương chỉnh hình cấp cứu. May mắn là Gian không bị thần chết gõ cửa. Cậu hỏi Jack có ai bị sao không thì ông nói đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, là một người phải đăng xuất. Nghe thế cậu càng lúc càng mất bình tĩnh. Đó thực sự là một cú sốc lớn nhất cuộc đời đối với Gian. Nam chính luôn tự trách bản thân vì mình ham chiến thắng mà gây ra tai nạn đó. Ngay cả khi nói chuyện với Vega cũng không thay đổi được tâm trạng của cậu. Trong khi đó, Nick chơi bẩn đã tìm đến sỉ nhục Jack rằng ông chỉ là một kẻ thất bại. Điều này khiến ông tự trách bản thân vì đã không chuẩn bị tốt cho học trò. Sau đó, Jack đưa Gian đến một nơi rồi kể cho cậu nghe về một tai nạn kinh hoàng trước đây mà ông đã từng trải qua trong sự nghiệp của mình. Vì cố vượt qua một tay đua khác mà dẫn đến kết cục bi thảm khiến đồng đội xấu số hy sinh, ông xem đó là lỗi của bản thân nên đã quyết định từ bỏ ước mơ trở thành nhà vô địch đua xe. Vì vậy, ông khuyên Gian đừng đi vào vết xe đổ đó mà phải đứng dậy đấu tranh vì đam mê lý tưởng của mình. Không thì sau này cậu sẽ phải hối hận giống ông bây giờ. Jack đưa cho học trò chìa khóa xe và nói cậu hãy tự mình lái nó, thực hiện lại những vòng vòng đua mà bản thân đã không thực hiện được. Sau đó hai người về gặp Danny, anh tóc dài nói trong việc này cậu không hề có lỗi, tất cả chỉ là một tai nạn ngoài mong muốn. Nhưng Nick cùng những người khác đã phản đối việc này và gửi đơn lên ban quản lý đề nghị tước bỏ giấy phép không cho game thủ tham gia đua xe chuyên nghiệp. Chỉ còn cách duy nhất đó là Gian phải chứng tỏ mình trong màn so tài tiếp theo để giành vé tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh Le Mans 24 giờ. Rất nhanh, nam chính đã có mặt tại sân bay để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới cùng với hai người đồng đội khác. Ông thầy mùng lông cũng mang đến cho cậu một con quái thú bằng máy nhanh nhất thế giới. Nhưng nó rất khó kiểm soát nên Gian phải thật tập trung cao độ, và rồi giải đua vĩ đại nhất thế giới Le Mans cũng đã tới. Lần này đích thân người bố có mặt để cổ vũ cho thằng con trai. Ông bảo rằng hãy chứng tỏ cho bố thấy chơi game có thể gặt hái được thành công. Còn không thì chuẩn bị về quê trồng cá và nuôi thêm rau. Những lời động viên của bố đã tiếp thêm tinh thần giúp Gian càng quyết tâm hơn. Ngay cả cờ rớt cùng những thằng bạn phá làng phá xóm cũng có mặt cổ vũ nhiệt tình. Sau màn biểu diễn khai mạc hoành tráng thì cuộc đua đã chính thức bắt đầu. Jack nhắc nhở học trò không phải ngán bất kỳ bố con thằng nào nhé. Nói xong, nam chính cùng các đối thủ khác tiến vào vòng đua khắc nghiệt 24 giờ đồng hồ. Cứ sau 3 giờ là thay ca cho người tiếp theo chiến đấu. Cũng như thường lệ, tất cả đều phải đạp ga hết cỡ để giành được vị trí đúng theo chiến thuật của ban huấn luyện đề ra. Mới ở những phút đầu nhưng chẳng ai chịu nhường ai. Lúc này đối thủ vì cố vượt qua mà xảy ra va chạm bay khỏi đường đua rồi bốc cháy. Cũng may anh ta vẫn bò kịp ra bên ngoài trước khi xe phát nổ. Chứng kiến cảnh đó, Gian liền mất bình tĩnh bởi cậu vẫn chưa quên vụ tai nạn đầy ám ảnh lần trước. Cứ thế thứ hạng của cậu càng ngày càng tụt dốc không phanh. Jack thấy vậy liền nhắc nhở học trò cưng nhưng có vẻ nó không hiệu quả. Chẳng còn cách nào khác, Jack đành phải bật những bản cover huyền thoại của anh Độ Missy cho Gian nghe. Quả nhiên, từ một thanh niên đang tuyệt vọng không lối thoát, nam chính liền bừng tỉnh, tắt mẹ nó kênh liên lạc để đua tiếp. Cậu lập tức tăng ga đá số, phóng xe kịp giờ niệm. Cứ thế vượt qua hàng loạt các tay đua khác trước sự ngỡ ngàng của khán giả. Từ tay đua xếp hạng best đã vùng lên trong top 10 bằng một đường cua khét lẹt. Kết thúc 3 tiếng đầu tiên, nam chính nhanh chóng thay ca cho đồng đội tiếp tục chiến đấu. Cứ như vậy họ luân phiên nhau bất chấp ngày đêm hay thời tiết mưa gió thất thường. Tất cả các tay đua đều phải chịu áp lực vô cùng khủng khiếp. Giờ thì Gian mới hiểu vì sao người ta thường nói Le Mans 24 giờ là đường đua kinh hoàng nhất thế giới. Cậu và đồng đội phải chiến đấu xuyên màn đêm cho tới sáng nhưng vẫn chưa được nghỉ ngơi vì chặng đua mới trải qua 19 giờ đồng hồ. Tin vui là đội Nissan đã vươn lên xếp hạng thứ tư.
Tuy nhiên lúc này một đồng đội đã có dấu hiệu chuột rút cần phải nghỉ ngơi, không còn cách nào khác Zak đành phải quyết định thay gian vào sớm hơn ở đường đua cuối cùng. Nhưng đội thay lốp lại vô tình làm rơi con ốc ra khỏi bánh xe khiến cho quá trình nhập làn muộn hơn một chút. Điều đó làm đội Nissan từ thứ tư rơi xuống thứ 9, có vẻ như ông trời lại muốn thử thách thanh niên nghẹo game này một lần nữa. Tuy nhiên với chiếc xe mạnh nhất thế giới thì không gì là không thể, Nam Chính lập tức áp dụng những kỹ năng chơi game thượng thừa vào đời thực. Nhờ vậy mới vượt qua một vài đối thủ để vươn lên vị trí cao hơn, nhưng khoảng cách với top đầu vẫn còn quá lớn nên cậu đã thông báo với Zak rằng mình muốn dùng tuyệt chiêu cuối để đánh bại đối thủ. Danny nghe xong liền hốt hoảng chạy đến can ngăn, cái đó chỉ nên dùng trong game chứ đời thực thì dễ cỏ mọc xanh mộ làm đấy. Nhưng Zak vô cùng tin tưởng học trò của mình, hãy cho đối thủ biết mùi của khói là như thế nào đi con trai của ta. Thế là Gian chơi hết ga hết số vượt luôn thời gian kỷ lục trong một vòng đấu. Điều này khiến cho người xem phải nhảy cẫng lên trầm trồ thán phục. Hiện tại đã đến vòng đua cuối cùng sau gần 24 tiếng cực khổ. Gian cố gắng áp sát xe đang dẫn đầu, thanh niên đội bò tót thấy vậy liền chơi bẩn lạng lách đánh võng các kiểu con đà điểu không cho Nam Chính có cơ hội vượt qua. Cứ định nhô lên là hắn ta lập tức chặn đầu, quãng đường lúc này còn rất ngắn. Chính vào thời khắc quan trọng nhất Gian hòa mình vào game nhấn ga bức tốc vượt lên ngang hàng với đối thủ. Sau đó bẻ lái thần sầu ngay khúc cua quyết định để cán đích ở vị trí đầu tiên. Như vậy cậu đã chính thức trở thành nhà vô địch của cuộc đua khốc liệt nhất hành tinh trước sự vỡ òa vui sướng của tất cả mọi người. Ngay cả Gian cũng không tin đó là sự thật và cũng chẳng ai có thể ngờ rằng một thằng nhóc nghẹo game lại có thể làm nên điều phi thường như thế. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.